Hôm nay rảnh rỗi rủ anh em đi mua gà. Đây là đường đang tới nông trại cho mọi người đây. Nông trại của Nguyễn Diện rất là sạch sẽ. Đây là cái đường chính thôi, còn mà chạy vô tí xíu nữa nó mới là nông trại. Hôm nay đi mua gà, gà nó bán ở trước nhà. Bán gà trống, gà mái, có cả gà đá nữa. Nghe nói con gà nó bán rẻ lắm, 12 trứng, trứng gà thì 12 trứng bán có 2 đô, 2 đô là khoảng 40 ngàn Việt Nam không? Cho mọi người tên, cho mọi người coi cảnh đẹp luôn. Đây, bên kia có 8 con ngựa, ngựa chạy con mất rồi. Rồi gà thì nó họ bán cho mình 8 đồng một con, 8 đồng một con là mình về tự làm thịt, tự làm lông. Ở đây nó không có mua thu mua lông gà cho mọi người. Đây cảnh hôm nay rất đẹp, ở ngoài nó là 60 mấy độ. 60 mấy độ F là khoảng bao nhiêu độ C thôi? Khoảng hàng mấy độ C. Nhìn mát mẻ lắm mọi người ơi, không có nóng mà cũng không lạnh. Cái từ nhà mình chạy tới cái nông trại này khoảng 15 phút lái xe. Xin chào anh, chào mọi người. Hôm nay chín mình tây đi ra nông trại, đây là nông trại mua gà. Ở đây là họ bán trước nông trại của họ. Đây ở trong đây là đây nông trại chắc gà với lại vịt gì đây, trứng này. Trứng 2 đô 12 trứng, đây là trứng trứng organic. Trứng gà tươi chưa qua đông lạnh rồi. Hi. Đây, đây. Yeah, we looking for some chicken. we don't know yet but for sure we gotta get some egg. So. Yeah. Hà mua đi. Rồi, gà đây mọi người ơi, gà này có phải gà đá không ta? Ngon vậy? Giống như gà lòi không? Xì chicken đấy đó. Con gà này là họ bán 8 đồng một con. Cái con là roaster hả bảo? Gà này là gà trống. Đây, 8 đồng một con. 8 đồng một con thì mình là từ nhổ lông, từ làm thịt, còn họ không có làm. Hãy mua đi, mua. Thì đi coi chút rồi mua. Mua mấy con? Thôi em mua gà cho mua trứng á. Ừ. Cậu mua gà không? Gà đâu biết làm đâu, đi. Lần mà mua gà không? Ừ. Lần mua con về nuôi để thả nó nhà ấy. Adam ra hỏi nó có làm thịt không? Adam về nuôi, về chăm sóc nó, về khắc khe cho nó, thôi đừng có thiệt. Thôi, chia thảo cho mà. Tám đồng một con đó hả? 8 đồng con, lợ đi, vô hải mở chuồng ra. Không có lấy cái này đâu, không về không có thịt được. Gà này giống như gà rù của ta. Ừ. Hai con bị lật ngoài kia kìa. Ủa cái này đang cúng dịch từ Covid, giờ đi vô thêm cúng gà đó. Giờ mà khỏi chữa. Ủa ông Tâm nó ba trứng gà thế muốn mua dùng 5 vỉ. Năm vỉ trứng. Mình mua 5 vỉ. Tâm mua 5 vỉ, chắc mua 15 vỉ đi. Anh mua mình cắt 5 vị thôi. 5 năm. 5 vị 10 đô rồi. 5 vị 10 đô rồi. Anh đã thích không?
Ở đây mua con nhỏ nhỏ về nuôi nè, nuôi cho vui, just for fun. So what else do you have for sale? Just the chicken? We have the chickens and then we have eggs. This is egg, okay. And the chicken price is, or the hen price is right here. 8 đồng. Một tí chơi 9 con họ bán 8 đồng. Còn 10 tới 4 9 con 6 đồng, còn 50 con thì họ bán 5 đồng. Họ bán 5 đồng. Mua mua nguyên đàn về nuôi. Nguyên đàn này đủ đâu, đủ 50 con đâu. Ừ. Thì mua 50 con xong ra cho Kim Long bán rẻ lại. Ừ. Bán là 9 đồng. So can I have 15 dozen eggs? Hai mua nhiêu? Do you guys have a box to put them in or should we just hand them to you? Do you have a bag or? These, and then it's 15. Okay. And đây mua trứng là một trứng. I don't have a bag, sorry. We should what bag? Okay. So hey. You said 15? Yeah, 15 for me and then 5 for him. 14. So 15 for you and 5 for him? Yeah, 5 for him. Okay. So this will be, the 15 will be 30. 30, and okay. And 5 will be 10. So here, without counting the bottom, is 15. Okay. Can you give her 40? So she give you 10 back? Yeah. All right. Đang cần nhiều phim ấy. Này có thấy đang tập. And I can have him help. Are you guys over there? Yeah, we over there. Yeah, okay. Just give him more. He's a big guy. I got seven. Trứng. Ủa chưa về là sao anh? This will be 15 right here. Can you get 18? 18 right here? Let's do that. Rồi, mua trứng rồi. You bet, we'll see you guys. Rồi, thank you. Bye. Adam, bắt đi. Okay.